Tăng DJ này không tin trên đời này có tồn tại tình yêu. Tăng DJ này sẽ không vướng vào chuyện yêu đương ngang. Bất kể cô gái đó là ai, đám DJ vậy thì làm đi. Cũng là đăng DJ à? Đăng DJ, đừng động phòng nha anh. Tao nghe em đẹp gái mà bị khùng.